con đại trên YouTube em cũng đại tên gì? Hả? Nhiều tên Bích Tiền, nhiều tên nên em thấy có một cái gì nó hơi đặc biệt chút xíu. Tại Bích Tiền nó sẽ nhằm cái tên Bích Tiền khác đó. Nó phải có một cái gì nó hơi hả? Không, giống như là Bích Tiền gì đó, Bích Tiền Bích hay là Bích Tiền gì hay là nó khác nữa. Tại Bích Tiền nó có nhiều cái tên Bích Tiền đó này đó. Nhiều tên ai cũng tên Bích Tiền, ai tên Bích Tiền nó giống nhau nữa. Tiền ví dụ Bích Tiền ngày xanh hay là Bích Tiền quận 7, Bích Tiền cây trăm hay là Bích Tiền cây dừa, cây dừa nó không trùng với người ta, hiểu không?